Thì ở Mỹ thì trong tháng 5 vừa rồi thì thầy cũng có tham dự những cái buổi sinh hoạt ngày chủ nhật hoặc là thứ bảy ở các chùa. Thì các Phật tử cũng ở lại chùa để mà thọ trì bát quan trai giới, tu tập. Thì ở Mỹ thì cái điều kiện đi làm việc cho nên là chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật là cuối tuần là rảnh để có thể đi chùa để mà tu tập, nên là có tổ chức những cái buổi tụ tập như vậy nó cũng là rất hay. Thì trong cái buổi không biết ở đây thì chương trình thường là như thế nào, nhưng mà theo thầy thì trong cái buổi mà một cái ngày mà mình thọ bát quan trai đó, thì vừa là thọ bát quan trai, vừa thọ giới, nhưng mà vừa là nghe pháp, rồi vừa là hành thiền làm phước, nên là có những cái sinh hoạt như vậy cũng là sinh hoạt rất là tốt. Thì hôm nay đó là thầy giới thiệu hay là hướng dẫn về cái cách hành thiền theo cái mà thầy hướng dẫn. Bởi vì hành thiền thì có nhiều cái cách, thì có những cái pháp thiền thì có cái phương pháp cụ thể. Ví dụ như niệm thân thì có một số phương pháp niệm thân, niệm thọ thì có một số phương pháp niệm thọ, niệm tâm thì có một số phương pháp niệm tâm, hay là thiền định thì cũng có nhiều cái phương pháp thiền định khác nhau. Cho nên là cũng có nhiều Phật tử cũng khi mà muốn nghiên cứu về thiền thì nó cũng hơi hơi hoang mang, là không biết pháp nào, nếu mà mình phù hợp cái nào mình tu mà mình thấy là có kết quả thì tốt, còn nếu mà không có kết quả thì mình tìm cái phương pháp khác. Cho nên đó, trong cái việc tu tập đó, thì nó có hai cách, một cách đó là theo phương pháp, và một cách mà cái cách này thì cũng hơi hiếm hiếm, đó là cách của thầy. Cách của thầy là cách không có phương pháp. Tại sao lại thiền lại thầy hướng dẫn lại không phương pháp? Thực ra đó, không phương pháp đó, thì là phương pháp nào cũng được. Và cái không phương pháp đó là để dễ dàng hơn, là phương pháp nào cũng được, chứ không phải theo một phương pháp nhất định nào. Có nhiều người khi mà hỏi ý kiến thầy là đi qua Miến Điện để hành thiền thì thầy là tư vấn như thế nào, thì thầy khuyên là nếu có thì giờ thì nên đi hành hết tất cả các cái trường thiền nào cũng hành hết đó. Để cuối cùng á mình mới thấy cái nào thích hợp, hoặc là tốt hơn nữa là cuối cùng á mình tìm ra được một cái cách riêng của mình. Khi mà phối hợp tất cả những cái phương cách đó, thì là cuối cùng mình tìm ra được cái mà phù hợp riêng cho mình. Cái chính yếu trong thiền á là làm sao mà tìm ra được cái phù hợp cho bản thân mỗi người. Bởi vì thực ra đó là mỗi người mỗi khác, không có ai giống nhau. Cho nên nhiều khi mình vô một cái trường thiền thì chỉ là một cái thời gian để mình học cái cách hành thiền thôi. Chứ còn á là cái thời gian ở trong cái trường thiền hoặc là phương pháp trong trường thiền thì nhiều khi là mình phải ghép mình vô, thì để tập theo một cái kỷ luật hay là theo một cái phương pháp để xem thử mình có thể là ghép mình vào trong cái kỷ luật, cái khuôn khổ được hay không, thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhất là những người mà sống buông lung và phóng dật nhiều đó, thì vào các cái trường thiền để mà giống như là để tập theo khuôn khổ, theo kỷ luật thì cũng là tốt. Nhưng mà là cái cuối cùng á là mình phải, sau khi mình học hỏi nghiên cứu các cái phương pháp thiền rồi đó, thì cuối cùng là mình phải tìm ra một
cái thích hợp nhất cho bản thân mình. Thì lúc đó đó mình có thể từ từ tạo ra một cái phương pháp riêng cho bản thân mình. Nhưng mà theo thầy á, thì thầy vẫn khuyên là mình chỉ đi học thôi, học để mà mình biết, mình hiểu hiểu biết nhiều mặt. Nhưng mà cuối cùng á, là nên buông ra hết. Buông ra hết là tốt nhất. Bởi vì á, lúc đầu á, thì mới là phương pháp, còn về sau á, thì không có phương pháp. Hồi đó thầy có đi có học vẽ. Hồi đó thầy có học vẽ. Thì trong 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 hội họa đó nó cũng có hai trường phái. Một phường phái, trường phái gọi là công bút, một phường trường phái gọi là y bút. Thì cái trường phái mà công bút đó là vẽ rất là kỹ. Vẽ rất là kỹ, cực kỹ lưỡng, từng ly từng tí. Còn cái vẽ y bút đó là nhiều khi người ta chỉ phất 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 vài cái thôi. Thì ví dụ như cái ông họa sĩ mà nổi tiếng của Trung Hoa là ông Tề Bạch Thạch. Thì ông này lúc đầu là ông vẽ công bút, ông vẽ rất là ông vẽ con cá hay là con chim gì đó, thì là ông vẽ giống như là thật. Vẽ từng chi tiết một rất là thật. Nhưng mà sau là đến khi mà ông vẽ thông thạo đó, thật giỏi rồi đó, thì sau này á, ông lại vẽ, nổi tiếng của ông chính là phía sau này. Ông phất một cái là nó ra con tôm. Ông phất phất một cái rồi ông chấm chấm một cái là nó ra con tôm. Ông cũng phất phất một cái là ra một con ngựa đang phi rất là đẹp, mà nó rất là sống động, mình nhìn vô là cũng giống như như thật, mà nó cũng thật hơn là vẽ chi tiết. Bởi vì khi vẽ chi tiết á, thì nhìn kỹ nó vẫn cứng. Còn khi mà ông phất 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 mấy cái mà nó ra là một bầy tôm rất là lạ, hay là một bầy ngựa, thì cái mà nó từ cái chỗ phương pháp mà đi đến chỗ không phương pháp. Không phương pháp là lúc đó gọi là ý bút tức là người ta nói là ý tài bút tiền. Ý tài bút tiền tức là lúc đó đó là cái tâm mình nó thấy cái gì đó là nó vẽ ra. Thì cái tay đó nó là giống cái tay đó, nó có ý trong rồi. Ý tại bút tiền là cái ý lúc đó nó nằm đến cái tay ấy, chứ không phải là nằm trên trên suy nghĩ tính toán. Khi mà mình vẽ một con chim, mình phải cái mỏ chim ở đâu rồi, cái con mắt chim ở đâu rồi, cái gì gì đó, lúc đó là mình tính toán thật kỹ màu sắc, rồi mình vẽ từng cái lông rồi này kia thật là kỹ. Nhưng mà nó là cái điều đó, là kỹ cách mấy đó nó cũng không thể nào giống thực được. Kỹ cách mấy cũng vẫn là vẽ thôi này đó. Nhưng mà khi ông phất 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 đó, và chỉ phất 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 đó thôi, là chấm 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 vài nét thôi đó, thì nó ra một cái con tôm mà nó rống rất là sống. Nó sống động giống như con tôm nó đang mình đang nhìn nó bơi vậy đó. Rất là hay. Thì cái pháp nó cũng vậy. Thực ra lúc đầu thì mình phải theo phương pháp để mà học học này, nhưng đến khi mà mình thông thạo rồi đó thì lúc đó mình phải buông ra để mà sống với cái tự nhiên, chứ không có khuôn khổ nữa. Bởi vì á, không có một cái khuôn khổ nào của con người đặt ra mà có thể là ép được pháp cả. Chỉ có con người phải thuần theo pháp để mà học ra được bản chất thực của nó thôi, chứ không thể nào mà bắt pháp thuần theo cái khuôn khổ của mình. Cho nên cái khuôn khổ đó là lúc đầu để cho mình sống quá buông lung, thì cái khuôn khổ để giúp cho mình là trở về mà cho nó kỷ luật rồi này kia lại. Nhưng mà sau khi mà mình đã sống mà kỷ luật rồi này kia, biết thận trọng chú tâm quan sát ấy, thì lúc đó mình sẽ sống rất là tự nhiên. Và lúc đó cái thấy đó, cái thấy biết đó, không phải là mình thấy biết, không phải là mình niệm thân là mình tập trung vào thân để mình niệm, không phải vậy. Mà lúc đó đó cái niệm nó nằm ở trong thân đó, tức là
khi mình đi đó, là chính chính cái sự cảm nhận cái đi đó, tức là cái đi với sự cảm nhận cái đi là một, cho nên lúc đó không phải là thành thành ra có cái người mà quan sát cái đi nữa. Lúc đầu đó thì mình cứ rơi vào cái tình trạng là mình có cái người quan sát cái đi, kiểm duyệt cái đi hay là điều khiển cái đi. À, nhưng mà đến khi đó, mình với cái đi lúc đó là chuyện chánh niệm, nó có nghĩa là tròn vẹn, tức là cái tâm của mình lúc đó nó tròn vẹn với cái đi đó, thì chính là cái biết đó, nó nằm ở trong cái đi. Cho nên mới nói là niệm thân trong thân. À, chứ không phải là, tức là cái biết, cái niệm đó, đó cái tròn vẹn đó, đó. À, niệm tức là tròn vẹn, niệm thân trong thân có nghĩa là tâm mình tròn vẹn với chính cái thân đó, à, với cái thọ đó. À, chứ không phải là mình đứng ngoài để mà mình quan sát hay là mình kiểm duyệt. Thường thường là mình kiểm duyệt, ví dụ như đau quá là mình muốn hết đau chẳng hạn, tức là mình kiểm duyệt, cho nên mình cố niệm sao để cho nó hết đau. chứ không phải là mình tròn vẹn để cảm nhận cái đau đó. À, thì là hai cái đó đó nó khác, cái là ở cái chỗ đó. Thì tại sao mà không phương pháp? Vì không phương pháp á thì tất cả đều là phương pháp. Thí dụ như khi phương pháp á thì mình chỉ có niệm thở thôi, mà niệm thở thì phải niệm cách này, ví dụ niệm để nơi lỗ mũi hay là để nơi bụng hay để chỗ nào đó, thì tức là có phương pháp. Còn không phương pháp á, tức là lúc nào mình thở thì cách nào mình cũng thấy là đang thở như vậy thôi, thành không có phương pháp nào cả. Thí dụ như thầy đi leo lên núi, thì hồi hồi trẻ là đi theo leo lên núi là nhảy 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 mà đi luôn, đi 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 như là bay đó. Nhưng mà bây giờ già rồi là đi là không phải như hồi xưa nữa. Hồi xưa mà thầy lúc mới lập cái chùa Huyền Không mà thầy leo núi trên Huyền Không đó, là ai cũng nói là thầy phi thân hết bởi vì thầy nhảy từ cục đá này qua cục đá kia rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà sau này là phải đi 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 mệt, là về mình đi là bắt đầu hễ mà đi mạnh một cái đó là thở hổn hển, thì mình cảm nhận cái thở đó. Vừa đi mình vừa cảm nhận cái thở, cảm nhận thôi chứ không phải là cảm nhận cái thở đó thì nó không quên cái đi. Còn nếu mà mình niệm cái thở thì lúc đó mình quên cái đi. Nhưng mà cảm nhận cái thở đó thì chính cái toàn thân của mình cảm nhận cái thở đó. Cho nên á, cái thở cũng là niệm thân. À, tại sao mà thở cũng là niệm thân? Và tại vì cái thở đó là khi mình thở đó là toàn thân mình thở, chứ không phải là không phải chỉ là mũi thở mà toàn thân thở. À, cho nên đó là ngài Mahasi mới nói là phòng xẹp là vậy. Bởi thực ra đó, thực ra khi khi mình ngồi đó thì cái thân của mình nó cảm nhận được cái sự phòng xẹp, chứ không phải là theo dõi hơi thở, không phải theo dõi hơi thở mà là cảm nhận sự phòng xẹp đó. Nhưng mà tại vì ngài dùng từ phòng xẹp cho nên nó thành ra có vẻ như là mình chỉ thấy phòng xẹp, cho nên thực tế mình đừng có nói phòng xẹp gì cả, mình chỉ cảm nhận toàn thân đang thở thôi. Nhất là khi đó mệt thì lúc đó là bắt đầu mệt, đi đi một lát mà mệt, mà nhất là nếu mà trời lạnh nữa thì rất là khó, vì khi mình hít vô một cái mà nó lạnh, à, mà mình phải hít mạnh, cho nên lúc đó là cái ngực nó giống như là có khi nó muốn nín thở. Thì thầy đứng lại đứng vịn một cái cây thông trên cái đường đường đi lên núi, đứng vịn một cây thông, và lúc đó cảm nhận toàn thân đang thở. Và khi cảm nhận toàn thân đang thở như vậy đó thì mình thấy rất là rõ, là rất rõ đúng như Đức Phật ngài nói, lúc đầu thì thở dài, sau thở nhẹ dần, tức là lúc đầu là thở mạnh sau thở nhẹ dần. À, rồi mình cảm nhận được cái toàn thân đang thở. À, rồi cả thân lẫn cái thở đều là nhẹ nhàng lại. À, tức là nó là an tịnh toàn thân khi thở vô, an tịnh toàn thân khi thở ra. Đại khai là vậy. Thành nó đi theo đúng, nó đi theo đúng cái diễn tả mà của Đức Phật. À, nếu như mình chỉ cảm nhận
cái thợ thì mình sẽ thấy rất là rõ. Như vậy thì không phải là ngồi mới là thợ được, mà là đi cũng thợ, đi cũng vẫn thợ được, nhưng mà không phải đi cái kiểu là nói là bây giờ đi một bước thì thợ thợ mới đi một bước thợ mỗi thợ, thì không phải như vậy. Mình cứ cảm nhận cái thân đang đi thôi, nhưng mà trong cái thân đang đi đó đó là mình vẫn cảm nhận được là đang thở à, mà không phải là hai đối tượng khác nhau. Cái khi mà mình chú tâm hay là mình tập trung vào một đối tượng đó thì lúc đó chỉ có một đối tượng thôi, nhưng mà khi mà mình để tâm sáng suốt để thấy thôi đó, thì lúc đó mình có thể là cảm nhận được toàn thân một lần, chứ không phải là chỉ thở thôi hay là chỉ bước thôi, mà cảm nhận được cả toàn thân, cả cái bước, cả cái thở, cả cái gì đều là cảm nhận được hết một cách trọn vẹn. Đó. Thì á, như vậy á, thì đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi cái hoạt động gì á, cũng đều trở thành là pháp tu cả. Cho nó không nhất thiết là phải theo một cái thở thôi, hay là theo một cái đi thôi, hay là theo cái pháp nào thôi, mà lúc đó đó là toàn bộ cái sinh hoạt của thân, của thọ, của tâm, của pháp như thế nào đó thì mình đều thấy thế này. Cho nên đó là thầy có cái cách hướng dẫn hành thiền rất đơn giản hơn, mà nó có cái nguyên lý của nó. Bởi vì nguyên lý của nó là thế này: cái tâm của mình nếu mà không có vọng động á, tâm mình nếu không có buông lung phóng dật hay là vọng động gì hết á, thì tâm mình vốn nó là thanh tịnh trong sáng. Thì cái bản chất thanh tịnh trong sáng là nó có sẵn, chứ không phải là mình cố mà rèn luyện cho thanh tịnh trong sáng, mà thanh tịnh trong sáng là nó có sẵn. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình ngồi rồi mình khởi tâm là muốn phải theo dõi hơi thở, hay tập trung vào hơi thở, tập trung vào mũi chẳng hạn, thì khi mình làm như vậy á, là mình đã có cố ý, có cái cố ý của mình ở trong đó rồi. Mà khi mình cố ý như vậy á, tức là mình có mục đích, thí dụ như mình cố ý như vậy để tập trung tâm lại, cố ý như vậy để đạt được thiền này thiền kia gì đó, thì như ngày hôm qua thầy nói đó, như vậy tức là mình đã tạo ra một cái tiến trình sinh diệt, tạo ra tiến trình nhân quả sinh diệt à, cho nên đó, là mình không thể nào trọn vẹn với hiện tại được. Mà Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Mà mình nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mình cố mình hành, mình tập trung để mà đạt được cái định à, thì nó khác. Trong thiền là không phải tập trung để đạt được định, mà tâm bất an thì thấy bất an, tâm an thì thấy tâm an, tâm bất an thì thấy tâm bất an, tâm sân thì thấy tâm sân, tâm không sân thì thấy không sân, chứ không phải là khi tâm sân là muốn tâm không sân à, hay là tâm bất an thì thấy thì muốn tâm an à, không phải. Rồi lúc đó mình cố tu để mà tâm an thì là sai, mà là khi tâm bất an đó là mình trọn vẹn thấy cái bất an đó à, khi tâm sân đó thì trọn vẹn cảm nhận cái sân đó, chứ không phải là mình tu để mà dẹp cái sân đó. Mà khi mình trọn vẹn cảm nhận đó, là để thấy nó, chứ không phải là trọn vẹn cảm nhận để mà diệt nó. Mình đừng đừng có cố diệt nó. Mà đa phần đó, là bởi vì mình khi ngồi đó, là mình cứ ngồi để mà an à, thì mình lại không thấy được cái bất an, mà mình muốn cái an mà cái an thì chưa có, mà bất an thì đang có mà lại không thấy, thành ra mình đã đặt cái tâm sai sai chỗ à, tức là đặt cái đối tượng sai chỗ. Cái đối tượng mà an thì chưa có, cho nên mình phải cố gắng mà tập trung, còn cái đối tượng mà bất an thì đang có mình lại không thấy à, thành ra nó trật cả hai luôn, tức mình hướng đến cái đối tượng mình chưa có mà mình bỏ quên cái đối tượng mà đang có à, đó là sai lầm. Cho nên á, khi khi tâm mình nó khởi lên bất kỳ cái gì thì mình đều chỉ trọn vẹn thấy thôi. Nhưng bây giờ á, cái đầu tiên là mình phải
ngồi thư giãn, đừng có cố gồng mình gì cả, ngồi thật là thư giãn thoải mái. Thứ hai đó là buông xả. Buông xả ở đây tức là thầy đôi lúc thầy dùng cái từ là vô tâm. Cái chữ vô tâm ở đây á, là nhiều nhiều vị cũng hiểu cái từ vô tâm của thầy rồi, nói là tu gì hành gì mà vô tâm. Nhưng mà cái chữ vô tâm ở đây đó tức là không có ý đồ của bản ngã. Không có ý đồ của bản ngã, tức là không có cái bản ngã khởi lên cái muốn tu để thế này thế kia, muốn phải thế này thế nọ gì cả. Tức là không có khởi lên cái tưởng là, rồi cho là, rồi phải là, sẽ là. Không có mấy cái là đó, mà là đang là thôi. Thì vì vậy cho nên là đầu tiên, cái yếu tố mà đầu tiên là phải thư giãn buông xả. Yếu tố thứ hai đó, tức là hai yếu tố là buông, thư giãn buông xả là hai rồi, nhưng mà đều mình cứ cho đó là một đi, tức là thư giãn buông xả. Thì thư giãn là về thân, buông xả là về tâm. Thư giãn buông xả, để mà thư giãn buông xả đó thì tiếp theo đó, đó là nó là tự nhiên vô tâm. Bởi vì mình buông xả rồi cho nên mình đâu có dùng ý để làm gì đâu. Mình buông xả ra, buông xả là buông xả hết tất cả những cái ý đồ mà làm gì ấy, kể cả ý đồ mình tu để đạt được cái này hay là tu để thành cái kia gì hết đó, buông hết mấy cái đó luôn. Thì khi mà buông hết như vậy đó thì đạo cái thân thọ tâm pháp này về trạng thái tự nhiên nhất của nó, đó là tự nhiên. Và cái tâm á, thì vốn nó là biết, cho nên khi trả về tự nhiên á, thì cái tâm nó sẽ bắt đầu là thấy ra cái tự nhiên đó, chứ không phải là thấy theo ý mình. Hai cái nó khác nhau ha, thấy theo ý mình là khác. Thí dụ như mình đặt ra một cái theo dõi hơi thở ở mũi, tức là mình đã muốn làm theo ý mình rồi. Đặt ra hơi thở để mũi để làm gì? Tất nhiên là mình đã có ý đồ rằng là đặt ở mũi để tập trung tâm lại, để gom tâm lại, để đạt được đỉnh này, để đạt được đỉnh kia, tức là mình đã hữu ý rồi, đã dùng tâm rồi, chứ không phải là vô tâm. Mà khi mình đã thư giãn buông xả rồi đó, nếu mà là buông xả thật sự đó thì tức là vô tâm. Nhưng mà khi vô tâm ở đây đó, tức là không còn một cái ý đồ nào xen vào đó, thì lúc đó chính cái tâm là thanh tịnh trong sáng nhất. Có phải vậy không? Tức là cái khi mà tâm mình đừng đừng có dùng ý gì cả, đừng có cố gắng gì cả, đừng có muốn gì cả, thì lúc đó tâm nó sẽ trả lại cái tự nhiên, cái pháp, trả pháp lại cho tự nhiên và trả tâm lại cho cái rộng lặng trong sáng, mà thầy gọi là vô tâm. Thì khi mà mình cái rộng lặng trong sáng đó đó, thì cái tâm lúc đó là nó rất bén nhạy, nó thấy hết. Và chỉ để cái tâm là chỉ cái tâm nó thư giãn buông xả vậy thôi, thì lúc đó đó pháp gì đến là mình thấy, chứ không cần phải niệm thân, không cần phải niệm thọ, không phải cần phải niệm tâm, không phải cần phải niệm pháp theo ý mình. Chứ không phải là không niệm thân thọ tâm pháp, mà không niệm thân thọ tâm pháp theo ý mình, mà chỉ pháp đến như thế nào thì mình thấy như vậy thôi, chứ không phải là thấy như ý mình. Thấy như ý mình là sao? Tức là mình tìm xem thử nơi thân là gì, cái gì, tìm theo xem nơi thọ là cái gì, tìm xem nơi tâm là cái gì, không không cần tìm kiếm gì cả. Mình cứ để tự nhiên thì mình sẽ thấy rõ thân thọ tâm pháp như thế nào. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ thân thọ tâm pháp thì cũng giống như là một cái người giữ cửa, một người giữ nhà.
Thì nơi nhà có bốn cái cửa, nơi nhà mình có bốn cái cửa. Bây giờ nếu một cái người đó mà cứ châm vào một cửa thôi đó, thì ba cửa kia người ta vô ăn trộm sao? Vì ba cửa kia mình đâu có biết. Nhưng bây giờ cái người đó không có châm vào đâu hết á, chỉ cần là ngồi kịch với cái tâm là sáng suốt tự nhiên thoải mái thôi, tự nhiên thôi. Thì lúc đó đó nghe rọc rạc ở cái cửa nào đó, thì mình lúc đó mình mới nhìn cửa đó, động tên ở chỗ cái cửa nào thì lúc đó mình mới nhìn cửa đó. Còn mình cứ để tự nhiên thì mình đừng có châm vào một cửa nhất định. Thì thân thọ tâm pháp cũng vậy, mình đừng có châm vào thân nhất định, đừng có châm vào tâm nhất định. Mà ví dụ như khi mình đi thì đương nhiên là lúc đó mình thấy thân rồi, khi mình đi đứng nằm ngồi thì đương nhiên lúc đó mình thấy thân rồi, cho thấy gì nữa. Hay là khi mình ngồi yên thì lúc đó là thấy thân đang thở thôi chứ đâu còn thấy gì nữa. Cho nên lúc đó là cái gì mà nó nổi trội nhất là lúc đó mình thấy. Chứ đừng có khởi tâm đi tìm, mà chỉ cái gì đến thì mình thấy thôi. Mà đến là ví dụ như khi đi thì cái đi là đang đến, cái pháp mà pháp đi là đang 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 hiện hiện tại. Nó cho chữ đến ở đây tức là nó đang hiện tại đó. Nên cái từ mà Đức Phật ngài nói là Đức Phật khi mà ngài hoàn toàn giác ngộ thì ngài nói Như Lai. Như Lai là sao? Như Lai tức là cái gì đến thì tức là ngài đang đến 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 như thế nào, thân thọ tâm pháp đang đến như thế nào đó thì ngài trọn vẹn như vậy, cho nên gọi là Như Lai. Ngài không có thêm bớt, không có đi trước đi sau gì cả, nghĩa là trọn vẹn với đang là. Thí dụ như mình đi mình trọn vẹn với đi đang là, tức là Như Lai. Mà lúc đó đó thì chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nếu như bây giờ mà mình lại cố cố gắng quá để mà nhìn vào cái thân thì lúc đó thọ mình không thấy, lúc đó tâm mình không thấy, pháp mình không thấy, mà lúc đó chỉ có thấy thân thôi. Mà thực ra mình đâu đâu phải cần thấy thân để làm gì, cái mục đích đó là cái tâm được trở về với sự thanh tịnh trong sáng của nó, chứ không phải để thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, thấy pháp. Nhưng mà trở về đó thì phải trở về nơi thân thọ tâm pháp. Ví dụ như mình đang đi thì mình trở về là trở về với đi chứ trở về đâu nữa, phải không? Đó. Mà khi mình đang đau thì mình trở về với cái đau chứ đâu trở về cái gì nữa. Do đó đó thì qua thân thọ tâm pháp để trả tâm về cho cái thanh tịnh trong sáng của nó, chứ không phải là mình cố để biết thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, pháp như thế nào, không phải vậy. Bởi vì cái mục đích chính của cái trở về mà thấy này đó là để thấy ra được cái nguyên nhân nào đưa đến luân hồi sinh tử. Nhân nào đưa đến luân hồi sinh tử, nhân nào thì là giác ngộ giải thoát. Chỉ cần thấy ra hai điều đó thôi. Nhân thấy ra luân hồi sinh tử đó là tức là mình thấy tập đế khổ đế. Còn nhân thấy rõ niết bàn tức là đạo đế diệt đế. Thì cái cuối cùng á, là để thấy cái đó thôi, thấy cái sự thật đó thôi, chứ không phải là để tìm trong thân có thứ là bao nhiêu cái đốt xương rồi bao nhiêu cái gân rồi bao nhiêu cái máu, không phải cái cần tìm cái đó. Cho nên nhiều khi mình lại quá đặt nặng cái chuyện là phải tìm trong thân là có thứ nó nặng nhẹ ra sao, nó cái gì đó là đó là một sai lầm. Sai lầm là do bởi vì cái khái niệm học đạo của mình đó, nhiều quá trong đầu rồi, bây giờ mình cứ gán vô cho pháp rồi đó là sai lầm. Vì cái mục đích của mình đó là để cho tâm đừng có vọng động mà trọn vẹn với pháp, để cảm nhận được pháp đúng như nó là, đúng như nó là tức là không có khởi lên tham sân si. Chẳng phải là cần phải thấy tâm như thấy thân như thế nào một cách quá rõ ràng, không phải như vậy, mà chỉ thấy thôi. Thì thầy lấy lại cái ví dụ là mình ngồi rỗng lặng trong sáng tự nhiên không có ý đồ gì cả,
À, mà chỉ là trong sáng thôi, thì lúc đó đó cái cửa nào mà có người thì mình biết liền, có người gõ cửa là mình ra mở cửa à, cái cửa đó. Cho nên đôi lúc là mình lại cứ ham ham dòm cái cửa này thì cái người kia gõ cửa bên kia mình lại không thấy à, cho nên đó, là cứ thư giãn buông xả rồi á, lúc đó cái tâm lúc đó nó không có chạy đi đâu cả, thì lúc đó nó sẽ trở về với thân thọ tâm pháp. Và khi nó trở về với thân thọ tâm pháp một cách tự nhiên, cái nguyên lý của thiền mà nhất là thiền tuệ đó là đối tượng phải tự nhiên chứ không phải đối tượng mình đặt ra, và cái tâm cũng tự nhiên để thấy chứ không phải là cái tâm mình cố ý thấy. Đó là cái nguyên lý mà nó rất là cần thiết để mà hành mới đúng. Còn nếu mà mình khởi ra cái tâm muốn thấy một đối tượng mà mình đặt ra thì lúc đó bị cái khái niệm nó đưa sẵn ra rồi. Thí dụ mình nói là ngồi để mà cố niệm vô thường khổ vô ngã, thì lúc đó cái khái niệm vô thường khổ vô ngã đó, đó nó trở thành ra là một cái tưởng tượng thôi chứ không phải là thật. Mà đối tượng vô thường khổ vô ngã phải là đối tượng thực chứ không phải là đối tượng ảo tưởng. Đó. Thì do đó mà ngồi thiền thì cứ ngồi thoải mái, ngồi sao mà mình cảm thấy dễ chịu là được. Mà theo thầy là ngồi gì cũng được hết trơn. Bây giờ mình ngồi trên xe, trên tàu gì đó, chỗ nào mà mình ngồi lên ra ngồi công viên, đi bộ tập thể dục, đi bộ rồi ngồi lại lên cái ghế đá ngồi, rồi là khi đó mình cảm nhận mình đang thở như thế nào, hay là cảm nhận toàn thân đang ngồi như thế nào vậy thôi. À, và lúc đó nó có cái gì đó thì mình cứ thấy thôi chứ không có nhất định cái nào hết đó. Ví dụ lúc đó tâm nó khởi lên cái gì đó thì mình biết là tâm đang khởi lên. Và lúc đó có một cái cảm giác gì đó, ví dụ như mình đang ngồi vậy mà con muỗi nó cắn cái mình thấy đậy, thấy ngứa ngứa, thì lúc đó mình biết cái là ngứa ngứa. Thì nói chung là cái gì đến cái gì đang đến đó, thì lúc đó mình tròn vẹn để thấy nó như nó là. À, thì cái người mà luôn tròn vẹn để thấy các pháp như nó là đó, đến đến cái mức độ mà hoàn hảo đó thì gọi là Như Lai. À, thành ra trong trong tu tập đó, đơn giản chỉ là ngồi quan sát, chỉ là ngồi lắng nghe cảm nhận một cách tự nhiên thoải mái. Bởi vì á, trong con người mình nó có hai thứ hoàn hảo rồi, mình muốn cần thêm vô. Cái hoàn hảo thứ nhất á, là pháp. Pháp luôn vận hành hoàn hảo hết rồi. À, nó vận hành theo cái quy trình của nó. Cho nên á, mình đừng có sửa pháp. À, cái thứ hai đó là cái tâm của mình nó vốn là cái tính chất của tâm là thấy. À, cho nên á, cái tâm nó là dù là tướng biết hay là tánh biết gì á, thì nó cũng đều là biết hết. Nhưng mà nếu là tướng biết á, thì tướng biết càng thanh tịnh thì càng tốt, gọi là tri kiến thanh tịnh á, tức là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, đó là tri kiến thanh tịnh, không có cái bản ngã trong đó là tri kiến thanh tịnh. Như vậy á, chính cái lúc vô tâm là lúc tri kiến thanh tịnh nhất. À, chẳng phải vô tâm là tâm không không có tâm, mà vô tâm chính là cái tâm mà không có bị che lấp bởi một cái gì hết á. Vì đó, nó có mấy cái che lấp như là năm triền cái che lấp này, hay là 10 kiết sự che lấp này, hay 16 phiền não che lấp này. À, tất cả những cái đó là những cái che lấp. Nhưng mà bây giờ khi mà mình ngồi, cho nên Đức Phật ngài nói là bây giờ giả sử như mình nói thiền định. Thiền định không phải là cố gắng để tập trung tâm lại, mà thiền định chỉ là ngồi ly dục ly bất thiện pháp thôi. Tức là khi mình hoàn toàn thư giãn buông xả thì ngay lúc đó là mình đã thiền định đó, đó. Bởi vì tâm mình buông xả cho nên nó không có khởi lên cái ý đồ là phải thế này phải thế kia gì cả. Cho nên khi đó chính là cái khi mà mình đã là ly dục ly bất thiện pháp. Cái chính của thiền á, là ly dục ly bất thiện pháp, thiền thiền định á. Và thiền tuệ cũng vậy luôn, tức là thiền tuệ thì cũng cũng có định trong đó,
Chứ không phải là thiền tuệ là chỉ có tuệ không, mà thiền tuệ là có đầy đủ giới định tuệ. Chứ không phải chỉ thợ thiền tuệ không. Mình thường hay nhầm lẫn là tôi tu thiền định xong cái đã rồi tôi mới tu thiền tuệ. Đó là một nhầm nhầm lẫn. Bởi vì á, khi mình, thí dụ như bây giờ mình đi và mình trọn vẹn cảm nhận cái đi, tức là cái trọn vẹn cảm nhận đó đó chính là định rồi, và cảm nhận rõ ràng tức là tuệ rồi. Và mình đi mà mình đi từng bước, mình đi rất là cái đi đó đó mình thấy rất rõ đó. Cái đi đó rất là trật tự đàng hoàng thì tức là giới. Mình đi hấp tấp một chút, ví dụ như mình đi hấp tấp một chút thì cái đi là không phải là giới nữa, và cái tâm lúc đó không có trọn vẹn ở đó, mà tâm lúc đó là vì nghĩ đến cái gì đó ở phía trước đó, cho nên mình mới hấp tấp đó. Và vì vậy mà mình không biết mình đang đi, mà lúc đó cái tâm mình chỉ muốn biết cái mà mình sắp tới thôi, do đó nó mất tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì trong trong đó đã có giới định tuệ rồi, mà cái định đó, lúc đó đó là nó vừa đủ, chứ không phải là cái định mà nó quá đi. Mà khi mình hành thiền định á, hoặc là mình ngồi thì mình làm cho cái tâm mình nó vận động thêm ra. Bởi vì khi mình ngồi là mình muốn là đạt cái này cái kia, cho nên tâm nó vận động thêm ra. Hai là nếu mình có đạt được một cái trạng thái nào đó thì mình lại bị kẹt vào đó. Cho nên cái định, mà cái định ở trong giới định tuệ của cái thiền Vipassana đó là cái giới định tuệ đó nó vừa đủ đó. Với lại cái định đó, nó có hai cái định. Một cái định là do mình cố gắng tập trung, tức là hữu tâm. Còn một cái định đó là thư giãn buông xả hoàn toàn, cho nên cái định đó là định vô tâm. Nhưng định vô tâm á, thì nó nhanh hơn là định hữu tâm rất nhiều. Có khi có người hành cả 10 năm cũng không định tâm được, nhưng trong lúc đó chỉ cần ngồi thư giãn buông xả ra là tâm định lại được dễ dàng liền. Thầy thường hay lấy cái ví dụ là một cái ly nước này. Nếu bây giờ mình cố gắng mình giữ cho nó thật kỹ để cho nó đừng có chao đảo á, đừng, nước nó đừng có chao đó, thì giỏi lắm đó, nó cũng chao, vẫn còn chao nhẹ thôi, chẳng thể nào mà nó đứng yên được hoàn toàn. Nhưng nếu mình cứ để yên nó đó, cái đó là thư giãn buông xả đó. Bây giờ mình thư giãn buông xả rồi thì nó đứng yên liền, mà nó thật sự là yên. Bởi vì cái thực sự yên đó, đó là cái yên rất tự nhiên, cho nên nó là vô vi vô ngã. Vô vi tức là không phải do mình tạo tác ra, vô ngã là không phải là đó là sở hữu của cái bản ngã mình. Còn cái mà khi mình cố gắng mình tập trung rồi mà mình nói ô tôi đạt được cái này rồi, tôi đạt được cái kia rồi, thì thành nó hữu vi hữu ngã. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình cần phải thấy thật rõ. Còn nếu không á, là nhiều khi mình bị nhầm lẫn ở trong cái chỗ đó, thiền thiền đó. Nó thành nó mình cứ mất thời gian hành hết năm này qua năm khác không đi tới đâu hết. Trong lúc đó chỉ cần thư giãn buông xả, cảm nhận toàn thân đang ngồi, hay là thư giãn buông xả khi đi, thì cảm nhận toàn thân đang đi vậy thôi. Giống như hồi nãy thầy đứng viện cái thông đó, là thấy cái tâm nó định lại rất là rõ ràng. Cái thân đó, thì nó đang mệt, nó thở đang nhiều, từ cái thở cho đến cái thân cho đến cái tâm nó dịu xuống một cách rõ ràng đó. Nó lắng dịu xuống một cách rõ ràng, và mình khỏe lại, thân cũng khỏe lại mà tâm cũng rất là thoải mái. Lúc đó đi tiếp. Thân á, mình lúc đó là mình cả cả giới định tuệ ngay trong đó, chứ không cần phải là tu cái định riêng để chốt đạt định này định kia rồi khi đó mới là hành thiền tuệ. Thì cái đó thật ra là chỉ là những cái biện pháp mà làm kéo dài thời gian để mình không thực sự là mình trực nhận ngay pháp ở tại đây và bây giờ. Cho nên á, là quý vị cứ
Trong đời sống hàng ngày á, cái cách của thầy là thế này: trong đời sống hàng ngày, nếu mình làm một việc gì thì mình thận trọng chú tâm quan sát, cái đó là cái tâm mình nó sẽ tự ứng ra cái sự thận trọng chú tâm quan sát cũng tự nhiên thôi. Thí dụ như giờ thầy muốn đầy cái ly nước này lại, thì thầy cầm cái, bây giờ mình phải tính cách sao đó mà cái tâm mình nó sẽ tự thấy cầm cách nào đó mà cho nó dễ dàng nhất. Thì khi mà mình cầm dễ dàng và chính xác nhất á, thì đó là giới. Và cái tâm mình á, là trọn vẹn trong cái việc này á, là định, và mình biết rõ rằng mình đang là đầy vào đâu, đó là tuệ. Thì trong một việc làm đó đó là đã có giới định tuệ rồi. Bây giờ đó là mình sống trong đời sống hàng ngày, khi mình mở cửa, khi mình đóng cửa, khi mình bật cái hộp quẹt để mà thắp cái ngọn đèn, hay là mình đi tới bật cái đèn điện, tất cả mọi thứ đều mình tự động, cái tâm mình nó sẽ ứng ra cái sự thận trọng chú tâm quan sát. Đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn khi á, mình ngồi, thí dụ như giờ mình ngồi trên xe buýt để mình đi tới cái chỗ nào đó, thì đương nhiên nó tới cái chỗ đó, đó thì nó sẽ kêu mình. Còn bây giờ mình cứ ngồi là hoàn toàn thư giãn buông xả. Nhưng mà đừng định, nếu định cái nó kêu mình đâu có biết, nó tới cái nếu mình định cái là nó tới cái trạm rồi, mình không biết sao. Mình cứ vẫn hoàn toàn là trong sáng, nhưng tâm mình ngồi thư giãn buông xả thì tâm mình rất là ổn định, rất là thoải mái tự nhiên. Thì lúc đó đó gọi là trở về trọn vẹn tỉnh thức, tức là mình chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức. Trong đời sống hàng ngày mình chỉ làm hai bước đó thôi: một là thận trọng chú tâm quan sát khi cần, hai là không cần thì trở về trọn vẹn tỉnh thức, vậy thôi. Trong đời sống hàng ngày á, trong tất cả mọi sinh hoạt, kể cả đi cầu đi tiệu, đều đều là như vậy. Rửa mặt, rửa tay, giặt đồ, bất kỳ làm cái gì, chải tóc, gài nút áo, tất cả đều là làm trong cái sự thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, chứ đừng có quá. Mà cái này thì cứ làm đi rồi tự động mình sẽ điều chỉnh, cứ làm đi cái đó rồi tự nhiên mình điều chỉnh lại, nó sẽ cho đến khi mà hoàn toàn tự nhiên. Và cứ đó, cứ ứng ra thì thần đồng chú tâm quan sát, không thì trở về trọn vẹn tỉnh thức, cứ vậy thôi. Và khi cần, lúc nào đó mình cần ngồi xuống, lúc rảnh rang đó mình ngồi xuống, hay là ở trên xe buýt, ở chỗ nào đó mà mình đang ngồi, ngồi với tư thế nào cũng được, nhưng mà mình ngồi thư giãn buông xả thoải mái tự nhiên, tự nhiên vô tâm. Thư giãn buông xả là tự nhiên vô tâm. Vô tâm tức là rộng rang, lặng lẽ, trong sáng đó. Thì lúc đó mình cũng cần không cần là để ý vào cái gì cả, nhưng mà tâm mình vẫn luôn sáng suốt. Cho nên đến cái trạm nó nghe kêu là tới là trạm đó, tâm số mấy đó rồi, là tự nhiên mình ra, mình mở cửa, mình đi ra, mình bước đi. Thì lúc đó thần trọng chú tâm quan sát, đừng có để vấp về hay là sao đó, thì là cứ cứ như vậy là tu rồi. Cho nên thầy á, đối với thầy á, tu chính là cái đời sống bình thường của mình, chứ đừng có nghĩ rằng là mình sống là không tu, còn tới giờ mình ngồi mới là tu, không phải vậy, mà là tu trong toàn bộ đời sống của mình, từ khi mở mắt ra cho đến khi mình thức, đến khi mình đi ngủ. Và nếu như từ khi mình mở mắt ra cho đến khi mình đi ngủ đó, mà mình cứ thần khi ứng ra thì thần trọng chú tâm quan sát, khi không thì luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức. Và lúc nào mà mình thấy không có việc gì thì mình ngồi là thư giãn buông xả để mình cảm nhận là chính mình, hay là sáng suốt biết mình, vậy thôi. Nếu mà mình làm như vậy á, thì cái sự tiến bộ trong cái tu tập á là rất nhanh. Như ngày hôm qua thầy kể, có một cái người Phật tử ở bên Pháp đó, và trước đó họ tu rất nhiều năm và rất là cực khổ,
Đến khi bắt đầu nghe pháp thầy hướng dẫn rồi bữa sau họ mới liên lạc với thầy, rồi thầy mới rồi họ mới trình pháp qua internet, tôi chưa gặp mấy người đó. Mới cái trình pháp qua internet cái thầy mới chỉ dẫn rồi. Là bây giờ họ họ thấy là họ sống lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng là tâm rất là có thể nói là tự tại giải thoát. Cái giải thoát là đừng có nghĩ rằng giải thoát là nó phải tới cái chỗ cái trên mây là mới giải thoát, mà giải thoát ngay bây giờ đó. Giải thoát là mình phải cảm nhận được cái sự giải thoát đó ngay bây giờ này đó. Hết giờ chưa? Nếu là không phải là hết giờ mà là cái bằng nghỉ giải lao interval interval thì bây giờ nghỉ một lát rồi từ 10:30 đến 11 giờ hay 11:30 gì đó, 11:15 gì đó thì lúc đó đó là để các Phật tử đặt câu hỏi, mà đặt những câu hỏi thiết thực trong việc tu tu tập á, thì là đại khái như vậy. Còn chiều á thì theo thầy là thế này, chiều á thì sau khi trai tăng rồi ăn rồi Phật tử ăn uống xong là nghỉ ngơi, và lúc đó đó là mình sử dụng cái chánh điện này này mình cái cách của thầy là thế này á, ai ai muốn ngồi thì ngồi, ai muốn đi kinh hành thì đi, miễn là mình tôn trọng, đừng có là làm quấy rầy người khác thôi. Còn mình cứ đi, ai muốn đi kinh hành thì đi, ai muốn ngồi thì ngồi, mà ai muốn ngồi bao lâu thì ngồi, chứ không nhất định là phải là 1 tiếng 2 tiếng gì hết á. Ai muốn ngồi 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 20 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, một thì được. Đó thì trong thời gian đó cho đến 2:30 gì đó thì là mẹ trở lại để mà trình pháp. Ai trình pháp, ai thấy như thế nào cái gì đó thì cũng như trình pháp, nói là trình pháp nhưng mà thực ra cũng là hỏi hỏi pháp. Tức là mà hỏi thực á, hỏi thực là bây giờ hoặc là cái này chưa hiểu, hoặc là cái này khi tu thì nó như vậy đó làm sao, thì hỏi rồi thầy trả lời. Thì bây giờ mình nghỉ